Vật bốn mùa âm dương tí thảo tâm trí thành nghề câu đạo cầu bình an quả thực dâng lên đắng xa quả thực dâng lên lòng tin bái thỉnh nghi mâu thiện từ đồng thiên tiên thịnh mời đại nhất thiên tiên đối xa nghiệp pháp giới mong hân chư phật thải hội thất sao văn tùy sự kết tương vân thành nghi phương ngân chư phật hiện toàn thân nam mô vân cái bồ tát ma tát nam mô vân cái bồ tát về đoàn thanh gia này ngàn lưu nhiệt minh vương giao du tử mẫu lương vô hương hoàng đội đặc thanh lương trí tâm kim cung nhân sự biến thập phương làm bồ nhang vân cũng giảng bồ tát ma tháp làm bồ nhang vân cũng giảng bồ tát ma thanh gia hồi cũng để tam thánh tiên mời thanh mẫu đệ tam xin đời long hương gửi đền thủy cung đức thánh trần chiều anh ấy chắc giang cần ra ngồi đời trần thị mở mang nam hải đức đệ tam dòng dõi ra ngồi hoa hải đường nghi vương cô đệ nhất tức mà thực là đất chập chân ngoài con ra ngồi tên gọi đại hoàng cầu hương cô đệ nhị đại hoàng ra ngồi suốt tơ mơ trông xa ngoài cửa suốt tơ mơ chiếc thoi cô bé suốt ra ngồi lại lạc xa trông bể bể đào lại lạc xa trông thuyền thoi cô bé trèo về ra ngồi tam vị chúa mường dương văn tam vị chúa mường tây thiên đệ nhất chúa giang đền ra ngồi nguyện hồ dân văn chúa bói nguyện hồ bắc giang kiến thi được đưa đồng cứu dân anh em tôi bắc giang nghiêm thi hỏi thăm đền xuống nguyệt đến nơi đâu hỏi thăm đến phố em bước đi vào bằng na dầu quả cộng
câu. Tiền đài trên tháp chúa sơn màu xanh ngang. Nay chúa ngồi đó mà lòng còn đau xót thương cho trần phàm. Thank you.
con dân phé phẩy thức ngờ tiên ra dân tôn thươi mọi về thành tân cung quê chiều
tình soi tỏ cung thình mời tín yến xuống để tam quyền hành cai quả sơn sang. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đài xưa mới tan ra, bốn bốn mươi ông đi ta tháng nay bàn so tiền tốt đồ dày, bồng lòng so nắm về đây càng nhiều, bàn so đông bàn so đông dài như xa nhiều ý nghĩ à. Gần xa vòng bái phụng thờ, cuối xin tiến xuống đàn đình xứng minh. Ngày trời được biết năm xanh nay trời mưa cụ, mừng thanh gia bào kim lam hồng phước phò tàu mường na hát nót đài vào pha tin. Áo bạch bào ẩn nhiệt rừng xin hoa phố ốc diệt đất in ra trời năm phương năm miếu rõ ràng ngũ phương ba cảnh tiên nàng dâng hoa. Đền thờ chúa âm mỹ thanh cảnh vắng vật bốn mùa hoa quả sắc sao đôi bên lóng lóng hồ đua vào đi đi. Về đồng làm nên sân nhà dựng lên đám bao mười phương độ gì, tay dân nhang niệm niệm từ bi tam tòa thành dựng bình tròn. Hãy subscribe
tiên thuốc thuộc dày bằng lòng gió nắm về đây càng nhiều bạn gió dày biết sáng nhiều bồng lòng gió nhiều ngờ năm ngoái năm xưa họ phát con nhà khói phùng thờ thank you.
trung ma tích tăng cung giang kim phục hoàng thân lập sư tiên trung vương cái tân tân gia âm mật trung sinh vô ngã kim bình đệ khai quang phá chư thiên tư
cửa diệu vắng minh diếu tự sung á tích tăng cúng dạng kim phục hoàng thân cần thánh chúa tiên sưng vương nước dưới khen tung tinh
như tiếng đàn trên đỉnh thượng giới tùng reo đều như điểm trong ấy. Nhạc rộng lên bốn xứ để cho soi nghe ngoài sân rộng nhạc khói long lanh nghe dăm mốc hoa đương nở trên cành sơn sang giám sát thiên quỳnh nghi vẻ vang Bye-bye.
Pháp hiệu vị quận công giám sát quyền quản cai phủ các đồi ngang võ thời sánh với đức quan văn thời vì với vạch bàn hiệu ông đệ nhị thiên đình giáng sinh. Vốn xưa ông tại thiên đình đến ngày chầu trực ở trong lâu đài. Số sinh số tử trên đời một tay biên xếp không sai. Đức tôn thần quan ơn thái tử đề tam phi phương diện mạo dùng nhã nghề khác thường. Tiền nhang tông vì thủy phủ các quan các tòa thiên đình chôn nay diệp nam là chôn diệp na thiên đình là chôn diệp na tông vì thủy hiền diệu thanh thì
vác cờ tiền dòng giả
phượng long nánh diện hoa tươi tốt tóc mây xanh rượm ra phấn nhị hương tô điệp làn da lượng dắt sấm ma ca nghe nhiều đường lập nỗi này này ngang
lấy đi giọt đôi thầy mới giọt đôi này thôi. Đôi bao xa nên là đi hai bông hoa, hai hoa đem về đền đây biết bao thành đồng sờ mong bác em. Tiền tốt
sáu năm vì đây đi càng nhiều ta so dày nhiệt sáng nhiều bồng đầu so nhiều mừng năm ngoái năm xưa họ và còn nhà coi ba mươi mùng một mười tư mấy hôm giảm giảm mừng ba mươi mùng một hôm giảm mười tư bóng sông nhô rừng thông vàng tiếng hát rùa rừng thông vàng tiếng hát rùa thế ra ở cùng mà nước nọ đồng quan hoàng bơ tiến lên trên mặt nước nạ đồng dòng bay lăm lăm sắc sắc nghi dưới động đình gầm vóc nghỉ nghỉ nga mênh mông một dải sáng ngàn ầm ầm song ngữ vô kim sang à nghi nghi ba đầu nghi nghi ai thì tông thank you.
hoàng bi hôm nay ba thức hoàng bi tần mô tần đào đăng nghiêng phục thờ dân kinh có giữ làm bồ thuyền rồng con hoàng bướm thong ngoài đi trèo về đến đây sân sông bước xuồng thuyền khoan khoan du khoa phạch phạch nhất đức bướm khoan hò du khoa phạch phạch ai giật diều phạch ba cặp trèo xin đồng bò đang sang khoan khoan du khoa trèo từ trèo từ đến nành trèo ra khoan khoan du khoa tam đầu cửu vĩ qua cửa vô đề đại đô đệ đức ông phản nữ du khoa đến dâm đến sờ phản du khoa rồi ngương dòng sông phản du khoa bay quan đi phản phản du khoa sầu tư không sai sầu tám bát ngàn phản nữ du khoa rồi vì mộng thoát phản du khoa đồng tình vô xa phản sao khắp mọi nơi khoan khoan du hồ sao trôi tây ngô khoan hò du khoa trèo về đền tây khoan nữ du khoa tự phủ tự đề tuy biết rồi ông đường về tỷ phú bao sang có đi thất bại xét rượu nào nhất tuần sư dâng lên bình ngọc các cô dâng vào là bởi giữa quan hoàng tư sư áo rơi giữa quan hoàng rơi tây thiên ni chúc ngã chén rượu đào thì tuần đã dâng lên bình ngọc các cô lưng vào là mời rước quan hoàng bữa sơi a sử rước quan hoàng a sơi tam bôi giọt xét rượu đào tam tuần dựng dâng lên bình ngọc cả cô dâng bao là mời rước quan hoàng a sơi xanh nam thành
có ngài dòng hoa vào xa đồng ông bảy có phép thần thơ. Thank you.
nhắm nên đất ý bảo nên đến bảo nên mô phong nguyện đi nghĩ đó là tiên cảnh thân tín sang ngô sang ngô liễu phàm tiên đi cảnh thân tiên trên bảo tiên cảnh thần tiên xin bảo hà ngược về Jesus.
suối hơi âm anh đi ngược về suối sống bao nhiêu nước cô bờ thương người nào mình sắc nhang cô về đồng làm lấy sắc nhang nên bật khăn vai mười phương độ chỉ sắc nhang niệm Phật từ cùng cấm quản hoàn hoàng ngang cùng cấm quản nàn bóng sai cô xuống dưới rừng gian đồng đồng quyền xưa của người ba bông bạch nhất cô bơ khoan hò du khoa bạch bạch mai sập dìu khoan khoan du khoa bạch ba cầm dèo xin cô mở nắng ra khoan du khoa dèo từ cô dèo từ khoan du khoa màn tát dèo ra khoan khoan hò về phủ thứ ba hò khoan du khoa dèo sang thiệt gì dèo về cốc đồng khoan du dèo về phủ phong tĩnh xa từ đường đại độ đức ông đền dầm đền sờ rồi ngược dòng sông mai có lẽ sầu tứ không sai sầu tam tát hàn rồi về mộng ngoài đồng tĩnh không xa cố bơ vui chơi đừng bước thuyền dòng để danh so đồng dèo về đến đây tươi tuyệt đầu tươi phủ tươi đền tươi bên cô ơi đuôi tay gác mái dèo bơ xin rước cô đến dê để khoan mai hò
ban nề cô coi sắp các tòa. Giờ tay cô bé thông xả thêm ma xanh. Giữ giờ tí hiện hình bề lái vượt đến gần nhà.
biển suối ngược nghìn dựng buộc bè hai họ theo phú đốt củi rừng sâu trời buồn mùa gió mát chẳng thâu hôm nay ngự giá về đồng phố xin quá
cô Yến Đồ Ba Thuận. Ốc đồng đi ba xuống cua đồng bởi ba con tiến dâng lên cô. Của là vật ngon chiều quay gánh ra
rực nhang nề mẫu bơ tòa tiêu thiêu nhã nhã khát khúc ca vang nừng cắt nhật đường thời loạn giá đền trung cùng sai thập nhị tiên hạ khăn mặt cao thắp thắp dịu xa đường xa cô là cả dân bốc dân hoa ý à xuôi thân nẻo tắm được trở xa đường xa lắc mà lòng cô không ngại giúp loài người có vài âm thân liền mà tin đồn đã xa gần mát mưa biết gương tổ dân biết nước nồng và một buổi chiều hôm lành xa vai đắng nề quầy cánh non xa nó cao bóng đà xê tà ý nhà
Rồi mình mong cậu bơ một nước một giời, bàn đèn rộng mắt có bé bàn đèn hồi cung cung mang. Bốn mùa dương năm tí tạo ngon tâm trí thành cầu đạo cầu bình an nên quả thực dâng lên đăng sáng quả thực dâng lên lòng tin bái thịnh nghi mong tiền ngự đồng thiên tiên thịnh mời mẫu đệ nhất thiên tiên ra hồi cung đệ nhị thánh tiên cung thịnh mời đệ tam thánh tiên cung thịnh mời bàn đền dâng văn có bé bàn đền tuy rằng bé nhỏ nhưng cậu làm quan trong chiều. Chúng tự dung ngã tích tăng cũng giáng kim phùng mạng thân cần thánh chúa tìm dựng vương
cậu, kẹp dài quá đấy cậu. Thank you.
niệm giữ gì đà, thâm tâm niệm giữ gì đà, vô thượng non nước hành hoang cậu đem mang về dục ngựa qua sông cậu bé hoàng, dục nghi ngựa qua sông nghi ôi nhỏ giọt được nghi đồng cậu dày núi thiên thai cứ ngày ngày cậu lên núi thiên thai thấy những đôi chim nhà nó ăn nó xoài ở đâu nó đi người chân ra đi chảy hội mất tiền, cậu hoàng mà đi chảy hội có bốn cụ tiền đi theo hầu có bốn cụ tiền. Xuân hiện trên mình có một người xuất nước hiện trên mình tuổi vừa đôi chín ra là hình thật tốt tươi giờ không hết cầu có tiếc gì ngọ phát hôm nay nhất tâm đi này cậu à xuất hiện trên mây có một người này cậu à này cậu đẹp trai quá. Cậu về đồng cơm ở trong giấc mơ dục ngựa cưỡi đề vang xa dục ngựa phi đề ra rồi cất bụng một thứ cậu về xin đoàn thanh ra ngồi cung thường sâu. Châu bé dậy chim rừng ta hót đêm mơ thâu chim mà oanh díu dít bên lầu tung cánh về châu động tiên vượt trên non du con dầu dĩ thú sơn trang cảnh đẹp tự nhiên một bầu gió mát trăng hoa.